Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta cắt một tấm ảnh theo một cái kích thước cụ thể ở trên phần mềm Photoshop như sau. Mình sẽ cho vào đây một tấm ảnh. Đấy. Đây là một tấm ảnh mà mình có thể chụp bằng điện thoại. Đấy. Mình chỉnh sửa nó trên Photoshop. Thế bây giờ mình dùng nó để mà chúng ta in một cái ảnh thẻ, có thể là 3:4 hoặc là 4:6. Đấy. Thì quá trình mà chúng ta cắt với Photoshop nó như sau các bạn. Thì đầu tiên các bạn dùng công cụ mà là công cụ chúng ta là có tên là crop nha. Nhưng mà để biết chắc được là cái hình này có kích thước bao nhiêu để chúng ta cắt ấy, thì các bạn cần phải vào là địa chỉ là image. Đấy. Các bạn sổ xuống các bạn chọn là image size. Các bạn image size. Thì trong image size này nó sẽ có những cái thông số cho các bạn để cho các bạn điều chỉnh. Thì ở đây nó sẽ có nhiều cái thông số khác nhau. Document size có nghĩa là cái file ảnh của mình nằm trong khu vực Photoshop của mình. Document size. Thì mặc định phần mềm nó có thể là inch, nó có thể là pixel hoặc là point gì đấy. Thì nhưng mà mình tính cho dễ dàng nhất thì mình lại để đơn vị đó là cm trong dễ tính. Bây giờ nếu như mình cần một cái ảnh thẻ có kích thước là 3 cm, chiều ngang và cao là 4 cm, ảnh thẻ 3x4 đấy, thì ở đây mình chỉ cần điều chỉnh lại hai cái thông số về chiều cao ở chiều ngang như thế này và chiều cao như thế này các bạn, và mình dùng cái resolution cao nhất. Resolution là độ phân giải, nó tính trên một cái đơn vị là pixel các bạn. Rồi giờ chiều ngang là 3 nè. Nếu bây giờ mà mình dùng chiều ngang là 3 thì cái chiều cao của nó là đang thiếu nha các bạn, vì nó phải 3x4 mới đúng. Vì ở đây nó tỷ lệ scale theo cái khung hình, cái đốc của mình mình chỉnh ở trên là ở dưới, nó thay đổi thông số thay đổi nè, nó đồng đều. Nếu như mà ở đây mình để 3 là chắc chắn dưới là thiếu. Thế bây giờ mình để ở dưới này là 4 đi, thì ở trên là nó dư. Rồi bây giờ mình sẽ dư ở trên thì mình sẽ cắt cái phần là bề ngang này ha, còn ở dưới này vẫn là 4. Rồi mình ok nha. Ok. Rồi sau khi mình ok xong thì các bạn sẽ thấy là nếu như mà mình để tỷ lệ thực chúng ta nhìn ấy, thì nó sẽ khác. Giả sử như ở đây quá trình mình phóng to như thế này, mình có thấy nó vỡ hay bị bể như thế này ấy, thì cũng không sao nha, bởi vì ở đây các bạn quan sát là trong quá trình mà các bạn phóng đại lên, cái bằng zoom của các bạn lên nó tận tới 300 mấy rồi, 300 mấy % luôn. Cho nên các bạn muốn biết tỷ lệ thực của một bức ảnh thì các bạn phải để về phần view 100% nhé, 100% này đấy. Và thực á, nhìn thực tế của nó đấy là như thế này, không có vỡ gì hết nha. Tiếp đến là mình sẽ chọn công cụ có tên là crop, chữ C crop. Đây mình chọn xong mình đưa vào đây. Đấy, mà mình tiến hành mình cắt. Nhưng bây giờ mà để mà mình cắt ấy thì mình cần phải có thông số chứ. Thế bây giờ mình kéo như vậy hoài làm sao mình biết được chính xác nó như thế nào? Đấy, mặc dù nó có hiện ra ở trên này chăng nữa, những cái thông số nó có hiện ra trên trong quá trình mình kéo vậy nè. Nhưng mà nó cũng không có chính xác gì nhiều. Đấy, thì để mà cho nó ổn định một chút ấy thì các bạn nên bật cái thước lên. Cái thước thì mình có trong phần view, mình kích vào cái nút ruler này cho nó hiện cái thước lên. Thì trên cái cây thước này các bạn cũng phải chỉnh lại cái đơn vị tính một chút. Nhiều khi đơn vị tính của chúng ta ấy, nó đang là inch hoặc là pixel, thì các bạn nhìn từ 0 tới cả 400 mấy thì mình không có tính toán được. Ở đây mình chỉ cần đơn vị là cm thôi. Thì các bạn leo vào đây chúng ta click chuột phải, ta chọn là cm. Rồi thì các bạn thấy ha, không nè, 3 mấy, 3.6 vậy nè, chiều cao nè, không nè, 4 nè. Bạn IA. Ở đây như bạn muốn kỹ hơn nữa thì bạn lê chuột vào vị trí những cái thứ bạn kéo xuống đây một cái đường. Này là cái gai, hãy đưa vào đây, click kéo ra. Đây các bạn thấy không? Đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái công cụ mình cắt nha. Bây giờ mình thấy ở đây là 3 nè. Thì như là cái mục đích của mình là mình sẽ cắt ở đây thôi. Đấy, giữ shift để cho nó hit nha. Giữ shift cho nó hit lại. Nhiều khi nó đi chạy lung tung nhà này mình không có biết được cái số nhỏ này. Thì tới những cái vị trí quan trọng của bạn giữ shift, nó sẽ hit lại nha. Đây gọi tính năng là snap.
Rồi bây giờ mình mới cắt nè. Rồi, ok nha. Thì trong cái mục mà để mà mình cắt hình ảnh đấy, đây, các bạn chọn cái từ crop. Đây. Và trên chức năng công cụ nha. Đấy, các bạn đừng có tích vào những cái dưới này. Trong những phần mềm CC nó có cái tên là Radio. Đấy. Phiên bản thấp hơn thì nó có từ này. Ở đây tôi chọn là Inch để mình tùy chỉnh quá trình mình cắt chứ nó không có tỷ lệ. Đấy, nha. Và ở đây là để mà mình dứt điểm luôn thao tác thì mình loại bỏ luôn những cái phần dư, như là mình delete luôn những cái phần mà sau khi mình cắt này. Mà nếu như các bạn để như thế này là nó vẫn giữ lại nha. Cụ thể thì lát nữa tôi sẽ nói cho các bạn phần này. Bây giờ mình cắt nha, cắt của đây kéo vào này nha. Đây là giả không đây, từ đây các bạn kéo vào tới vị trí này, khi nó có cái đường gai nó tự động nó hít luôn. Đấy luôn. Rồi bây giờ bạn di chuyển vào nha, cho bên này nhiều hơn, bên này ít hơn. Các bạn click vào giữa nha, các bạn kéo qua. Các bạn thấy không? Đơn giản. Đấy, sau đấy là các bạn click vào đây. Đấy. Đấy. Chúng ta chọn lại một cụ này. Chúng ta vào view, chúng ta xóa đi những cái đường giống đó nè. Rồi. Đấy. Giờ các bạn có thể vào là image size các bạn kiểm tra nha. Đấy, thì bây giờ kích thước của nó chính xác là nó 3:4 rồi. Rồi. Mình xuất ra để mình in. Đấy, mình xuất ra để mình in là mình có thể dùng làm ảnh trong bộ hồ sơ rất là nhanh. Còn tôi chia sẻ cho các bạn thêm một cách làm như là các bạn có thể in một lúc nhiều tại những cái tiệm photo. Như sau nha. Các bạn tạo ra một cái file mới bằng cách là vào file new. Đây. Nó tạo ra một cái file mới thì bạn phải biết được cái khổ bạn in tại cái tiệm in đó là kích thước bao nhiêu. Thì thông thường bây giờ một cái ảnh mà tầm trung ấy mà in thông dụng ấy nó có thể là 13 nha, 18 nha các bạn, 13 13 chiều chiều ngang chiều cao gì đấy, hai cái này là 13 nhân 18 hoặc là 18 nhân 13 cũng được, tùy các bạn thôi. Đây. Rồi, 18 nha. Đấy, mình ok rồi. Mình để hệ màu là RGB nhé, RGB 3 màu đây, mình ok không? Giờ các bạn thấy không? Đấy, mình muốn in trên cái form này, đây, mình qua đây, mình qua lại tab này nha, mình chọn cái hình của mình nè, đấy, mình re, mình giữ chuột, mình kéo, mình giữ chuột lên tới đây, nó hiện lên cái tab này, mình kéo, mình thả về, đấy, các bạn thấy không? Oh, rất là dễ ha, đấy. Như vậy. À, giờ để biết chính xác được cái hình này có kích thước đúng hay không thì các bạn mở kích thước lên tới đó thôi. Vậy là 0, 1, 2, 3 nè. 3 cm nè. À, 0 nè, 1, 2, 3, 4 nè. Rồi 3, 4 nè. Rồi, bây giờ xếp qua đây thì chúng ta có thể in được một lúc rất là nhiều hình. À, không phải in một hình nữa. Các bạn sử dụng phím tắt đó là Ctrl Z. Ctrl Z nha. Để mình nhân đôi cái hình này lên. Đây mình Ctrl Z. Sau đấy mình chọn công cụ này nha, nhớ là công cụ này nha, mình di chuyển, mình giữ shift, mình kéo xuống Ctrl Z, giữ shift kéo xuống, vì khi giữ shift nó sẽ rất là thẳng hàng. Đấy, tiếp tục Ctrl Z kéo xuống. Để các bạn thấy không, đấy, mình đã có được 4 hình rồi. Giờ tương tự mình làm theo cái cách nhanh nó dài hơn nữa thì mình qua góc bên phải này, mình giữ Ctrl, mình giữ Ctrl mà mình chọn một lúc 4 cái layer như thế này. Rồi mình cũng Ctrl Z. Đấy, sau đấy mình giữ Shift và mình kéo ra. Tiếp tục nha. Đấy, mình cũng Ctrl Z. Đấy, mình kéo ra. Đấy, và Ctrl Z kéo ra. Rồi. Thì coi như là cái phần này chúng ta có được những cái file in rất là nhanh. Rất là nhanh nha các bạn. Đấy, mà đỡ phải tốn công mình chạy ra ngoài tiệm mình ngồi mình chụp ảnh rồi chỉnh sửa, người ta hẹn họ mình mất thời gian. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi nha.